Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu môn toán lớp 2 tuần 14 tiết 67 bài Em làm được những gì tiếp theo. Các bạn hãy vận dụng kiến thức mình đã học được để áp dụng vào phần bài tập của ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên nào. Hoạt động luyện tập. Cô và các bạn sẽ cùng nhau bước vào phần bài tập của ngày hôm nay nhé. Bài tập số 4. Em tính rồi tìm túi giúp các bạn. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện các phép tính, rồi sau đó tìm túi ứng với các bạn đó ha. Cô mời các bạn thực hiện các phép tính để tìm túi cho các bạn. Cô mời các bạn làm bài. Rồi, bây giờ cô mời các bạn quan sát lên màn hình, sau đó cùng với cô đối chiếu kết quả ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phép tính đầu tiên. 50 trừ 2 trừ 30. Vậy ở phép tính này, chúng ta sẽ lấy 50 trừ 2 trước. Rồi sau đó sẽ trừ với 30 ha. Đầu tiên, 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8. Viết 8 nhớ 1, 5 trừ 1 bằng 4. Rồi, như vậy 50 trừ 2 bằng 48. Bây giờ chúng ta sẽ trừ tiếp cho 30 ha. 8 trừ 0 bằng 8. 4 trừ 3 bằng 1. Vậy 48 trừ 30 bằng 18. Rồi, vậy 18 sẽ nối vào chiếc túi nào đây các bạn? Bây giờ cô mời các bạn quan sát lên tia số ha. Chúng ta có số 20. Như vậy chúng ta sẽ lùi lại là 19 và 18. Như vậy 18 sẽ là chiếc túi màu vàng. Chúng ta sẽ nối vào chiếc túi màu vàng. Rồi các bạn xem lại coi mình đã nói đúng chưa nào nha. Rồi cô mời các bạn đến với phép tính tiếp theo. 87 cộng 7 trừ 17. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 87 cộng 7 trước. 7 cộng 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9. Như vậy bằng 94. Chúng ta sẽ lấy 94 trừ 17. Rồi 4 không trừ được 7, lấy 14 trừ 7 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 9 trừ 2 bằng 7. Như vậy bài này sẽ có kết quả là 77. Bây giờ các bạn hãy quan sát lên tia số xem 77 ứng với chiếc túi nào nhé. Rồi, cô mời các bạn quan sát lên, ở đây có số 80. Chúng ta sẽ lùi lại là 79, 78 và 77. Như vậy 77 sẽ là chiếc túi màu hồng. Chúng ta sẽ nối vào chiếc túi màu hồng ha. Rồi các bạn xem lại coi mình đã nói đúng chiếc túi chưa nha. Rồi cô mời các bạn đến với phép tính tiếp theo. 21 cộng 6 cộng 9. Rồi chúng ta sẽ lấy 21 cộng 6. 1 cộng 6 bằng 7. 2 hạ xuống. Như vậy là 27 cộng 9. 7
cộng 9 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy bài này sẽ là 36. Rồi các bạn quan sát lên xem coi 36 nằm ở đâu. Chúng ta sẽ nối ứng với chiếc túi có số 36 ha. Rồi các bạn quan sát lên tia số. Đây là 30, chúng ta sẽ đếm đến 36 ha. 30, 31, 32, 33, 34, 35 và đây là 36. Như vậy 36 sẽ là chiếc túi màu xanh. Cô mời các bạn nối 36 vào chiếc túi màu xanh. Rồi các bạn hãy xem lại coi mình đã nói đúng chưa nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với phép tính tiếp theo. 25 cộng 35 trừ 3. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ lấy 25 cộng 35. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 3 thêm 1 là 4. 2 cộng 4 bằng 6, vậy bằng 60 trừ 3. 0 không trừ được 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. Như vậy bài này bằng 57. Vậy cô đố các bạn 57 là chiếc túi nào? À bây giờ các bạn quan sát lên tia số, đây là số 60. Chúng ta sẽ lùi lại 59, 58 và đây sẽ là 57. Và chúng ta sẽ nối số 57 vào chiếc túi màu xanh. Rồi như vậy 57 chúng ta sẽ nối vào chiếc túi màu xanh dương ha. Rồi các bạn hãy xem lại kết quả của mình có giống với kết quả của cô không nhé. Như vậy cô và các bạn vừa hoàn thành xong bài tập tìm túi giúp các bạn. Bây giờ cô mời các bạn quan sát lên màn hình. Chúng ta sẽ đến với phần vui học. Rồi, dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên đi dài bao nhiêu cm và quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường sên đỏ đi bao nhiêu cm. Rồi, sên xanh sẽ đi quãng đường màu xanh và sên đỏ sẽ đi quãng đường màu đỏ ha. Như vậy các bạn sẽ dùng thước thẳng và đo quãng đường mà bạn sên xanh và sên đỏ sẽ đi được ha. Rồi các bạn dùng thước để đo đường màu xanh từ nhà bạn sên xanh đi ha. Như vậy sau khi mình đo xong thì mình sẽ biết được. Rồi các bạn sẽ dùng thước thẳng đo quãng đường màu xanh sẽ là quãng đường mà bạn sên xanh đi. Rồi chúng ta sẽ dùng thước thẳng tiếp tục đo quãng đường màu đỏ là quãng đường mà bạn sên đỏ đi. Ở đây quãng đường màu đỏ của bạn sên đỏ sẽ là đường gấp khúc. Sau khi các bạn đo xong thì các bạn cộng lại thì chúng ta sẽ được quãng đường của bạn sên đỏ đi. Bây giờ cô mời các bạn dùng thước và đo quãng đường của bạn sên xanh và bạn sên đỏ. Rồi, các bạn đo xong chưa nào? Cô mời các bạn quan sát lên màn hình của cô nhé. Rồi, quãng đường màu xanh của bạn sên xanh sẽ dài là 10 cm. Rồi quãng đường màu đỏ là đường gấp khúc tạo bởi hai đoạn thẳng. Rồi đoạn thẳng thứ nhất chúng ta sẽ đo được là dài 8 cm và đoạn thẳng thứ hai dài 6 cm. Nên quãng đường màu đỏ của bạn sên đỏ chúng ta sẽ lấy 8 cộng 6 bằng 14. Như vậy sẽ là 14 cm. Đó là quãng đường của bạn sên đỏ. Như vậy
Các bạn dùng thước thẳng đo lần lượt quãng đường đi màu xanh và màu đỏ của sên xanh và sên đỏ. Rồi vậy quãng đường của bạn sên xanh sẽ được dài 10 cm. Rồi quãng đường màu đỏ của bạn sên đỏ sẽ là đường gấp khúc bởi hai đoạn thẳng. Thì đoạn thẳng thứ nhất sẽ là 8 cm và đoạn thẳng thứ hai sẽ là 6 cm. Chúng ta sẽ lấy 8 cộng 6 bằng 14. Vậy quãng đường của bạn sên đỏ dài 14 cm. Rồi bây giờ chúng ta đo được quãng đường của bạn sên xanh và bạn sên đỏ. Cô mời các bạn tính xem quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường sên đỏ đi bao nhiêu cm. Rồi, cô mời các bạn quan sát lên màn hình xem kết quả cùng với cô nhé. Rồi, chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường của sên đỏ đi ha. Rồi, để muốn biết quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường sên đỏ đi bao nhiêu cm thì chúng ta làm thế nào? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ để biết quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường sên đỏ đi là bao nhiêu cm ha. Chúng ta sẽ lấy 14 trừ 10 bằng 4. Vậy quãng đường sên xanh đi ngắn hơn quãng đường sên đỏ đi là 4 cm. Như vậy vừa rồi cô và các bạn đã hoàn thành xong cái phần vui học. Cô mời các bạn đến với bài tập tiếp theo. Bài tập số 5. Quan sát hình ảnh rồi cho biết những chỗ ghi dấu chấm chấm hỏi được viết gì. Rồi ở đây là hình ảnh của một chiếc tàu lửa và cho chúng ta biết là cái thời gian khởi hành và cái thời gian đến ga ở Quảng Ngãi ha. Rồi chiếc tàu lửa này khởi hành từ ga Sài Gòn đến ga Quảng Ngãi. Bây giờ cô mời các bạn quan sát hình, sau đó điền vào chỗ chấm chấm tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc mấy giờ và tối thứ mấy ngày nào, và tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc mấy giờ trưa thứ mấy và ngày nào. Cô mời các bạn xem hình và sau đó điền đáp án vào chỗ chấm chấm hỏi giùm cô nhé. Cô mời các bạn làm bài. Rồi, bây giờ cô mời các bạn xem kết quả cùng cô nhé. Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc mấy giờ vậy các bạn? Rồi, chúng ta sẽ quan sát lên đồng hồ. Chúng ta thấy tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ. Tối thứ mấy nè các bạn? Rồi, các bạn nhìn lên đây. Tối thứ 6 và ngày 31 ha. Như vậy, tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ tối thứ 6 ngày 31. Rồi tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc mấy giờ nào các bạn? À, lúc 12 giờ trưa thứ 7 ngày 1. Vậy tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc 12 giờ trưa thứ 7 ngày 1. Cô mời các bạn xem lại coi mình đã điền đúng chưa nhé. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5. Bây giờ cô mời các bạn quan sát tiếp. Rồi, chúng ta sẽ có phần đất nước em. Rồi tìm vị trí thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ trang 130.
Các bạn sẽ mở sách trang 130. Và sau đó mình sẽ tìm vị trí của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ ha. Rồi sau đó mình sẽ nói những hiểu biết của mình về thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi. Rồi các bạn sẽ mở sách tìm vị trí của thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi trên bản đồ trang 130 ha. Phần này các bạn có thể tự mở sách trang 130 xem bản đồ và tìm vị trí của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ giúp cô nhé. Như vậy bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học tiếp theo nhé.